khi nắng khi vui buồn. Ba thì hay tám vô tư hàng ngày. Ôi thật lắm lúc điên đầu, cha tôi lúc nào cũng không thành tài, nhưng bao thất bại cha vẫn không ngần ngại. Mẹ rất là tự tin và mỗi người một tính cách. Dù ngày mai ra sao chúng ta vẫn mãi bên nhau. Dù gian lao nhưng gia đình ta vẫn luôn yêu thương nhau. We can fly, fly to the sky. We can fly so high. Gia đình là số một, gia đình là số một. 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 Em à. Ủa, gì vậy mẹ? Sao mẹ thấy mày say sẵn quá? Từ từ, ngồi xuống. Sao tự nhiên say sẵn vậy? Mấy trời ngày coi cô bò còn biến nước luôn. Trong bệnh viện á, mệt thiệt luôn á. Mẹ về rồi hả? Cô bò rồi mẹ. Kiki nó dữ rồi, dạ. Tại nó thấy mẹ mệt nè. Thôi. Mẹ mệt rồi, lấy lại chăm mẹ bình nước uống đi. Mẹ thôi, mẹ vô trong phòng mẹ nghỉ đi, con đem nước lên cho mẹ. Trời ơi, tao nói mấy ngày trong bệnh viện ở nhà chắc nhà cửa tùm lum hết trơn, trời không? Thôi để mẹ xuống bếp, mẹ vô coi dọn dẹp coi. Mẹ nghỉ ngơi, mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Rồi từ từ, có người khác làm, mẹ dạ, không lo. Dạ, đúng rồi. Vậy đi mẹ. Em không biết sau này con mình sẽ như thế nào. Ý em là sao? Em không hiểu tại sao chuyện của hai đứa mình lại ra nông nổi như vậy. Con mình thật là đáng thương. Sau này con sẽ hỏi, tại sao ba mẹ lại đối xử với con như vậy? Thôi, đừng có khóc nữa. Thì từ đây về sau mình cố gắng quan tâm để chú ý tới con nhiều hơn. Thôi, đi lên nhà. Con đang bệnh. Tôi không biết là mẹ của Yumi hôm nay kêu tôi qua đây làm gì nữa. Ê, có khi nào dẫn ông qua đây ra mắt được phụ huynh không? Ông lấy gì thiệt hả? Thì ông với Yumi một cặp mà. Chứ giờ còn chuyện gì nữa đâu. Ngày tôi mong chờ cũng đã đến. Cố lên. Ủa, Yumi. Chào hai bạn. Chào tụi con. Tụi con chờ bác có lâu không? Dạ, không có gì đâu mẹ. Ngày hôm nay mẹ kêu con qua đây làm gì mẹ? Ngày hôm nay bác kêu con qua đây làm gì vậy bác? Làm vậy bác mời tụi con qua là để nói về cái chuyện là buổi lễ ra mắt album của bác đó. Hả? Ngạc nhiên quá hả? Yumi, lấy đĩa của mẹ đưa các bạn đi con. Đây. Bác ơi. Bộ mấy cái đĩa này là dạy cách giảm cân đấy. Không có đâu. Đây là đĩa nhạc của mẹ mình hát á. Hả? Mẹ mình có ước mơ làm ca sĩ từ nhỏ, nhưng mà hồi nhỏ mẹ không có điều kiện làm. Bây giờ quay được cái album với cái tên là Tình Yêu Mì Ăn Liền. Sao vậy con? Bạn sao vậy Long? Bác ơi, bác cho con hỏi là bác hay hát dòng nhạc gì bác? Nhìn không biết mà còn hỏi. Nhìn tướng bác đi, nhìn là biết bác chơi dòng nhạc rất. Gốc hả bác? Không phải đâu, mẹ mình hát nhạc chế. Sao vậy? Bạn sao vậy Long? Đâu sao?
Bác ơi, bộ những cái đĩa này mình sản xuất ra là mình đem đi tặng cho khán giả hả bác? Đâu? Bác bán đâu con? Bạn sao nữa vậy Long? Hả? Đâu, đâu gì đâu. Tụi con biết không? Bác rất thích làm ca sĩ. Ước mơ của bác là muốn trở thành diva của Việt Nam. Nhưng mà không biết khi nào mới bán được cái đĩa đầu tiên nữa. Không biết âm nhạc của bác có truyền tải được tới tai người nghe không nữa. Nhiều khi bác nghĩ ước mơ chỉ là mơ ước thôi tụi con. Bác ơi, hay là nếu không á, mình đem đóng đĩa này mình đi tặng đi, mình đừng có bán nữa. Tặng sao được mà tặng con. Con có biết là bác trích một phần tiền dưỡng già của bác để bác làm đĩa không? Bác để bán thôi, không có tặng được. Trước đây còn có tiền tôi lấy chồng nữa đó. Vậy để con bán hết bác ơi. Đây con bán hết tất cả, bác yên tâm đi, để con. Còn bạn thì sao Long? Bán hết đống này tôi mới có tiền lấy vợ đó Long. Không phải, nghe tôi nói đó, bây giờ mình tặng người ta mà không nghe, rồi bán sợ khó. Con nói gì vậy Long? Ý con là con sẽ cố gắng bán hết đống đĩa này ạ. Trời ơi, con cảm ơn hai bạn nhiều nha. Dung Y, đưa cho mẹ hai đĩa con. Dạ. Mình à, lát con mang về con tặng cái đĩa này cho mẹ con, nói là anh bùm đầu tiên của bác. Dạ, cảm ơn bác. Còn cái này Long đem về cho gia đình con. Dạ, cảm ơn bác. Nói là bác chỉ bán giảm 50% thôi. Sao say sẩm vậy ta? Ủa mẹ. Hả? Mẹ mới ở trong bệnh viện về mệt muốn chết. Lên nghỉ ngơi đi, cái này chút chị giúp việc chị làm cho. Không sao rồi con, mấy bữa trong bệnh viện tay chân mẹ có làm gì nó ngứa ngáy quá. Ủa con kiếm mẹ có gì không? À con định hỏi là mẹ có thấy cái sắp hồ sơ của con để đâu không? Nó màu xanh đó mẹ. Sắp màu xanh phải không? Dạ. Thấy, mẹ dọn rồi mẹ thấy mẹ để trên cái kệ. Để mẹ đi lấy. Thôi được rồi, để con lấy cho. Mẹ, mẹ. Mẹ ơi, mẹ có sao không vậy? Mẹ qua đây ngồi nè, mẹ qua đây ngồi. Từ từ nha. Mẹ ngồi xuống, ngồi xuống. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Trời ơi, sao tự nhiên tôi say sẩm mặt mày? Mà con dâu nó lo lắng gì cho tôi? Mà nó giả như mặt tôi lừa vậy trời. Đúng là con dâu trời đánh mà. Sắp nhỏ ơi. Là thiệt hay mơ đây? Tôi đang ở đâu vậy nè? Bộ tôi chết rồi hả? Bà ơi, bà tỉnh ra đi bà ơi. Trời. Mẹ. Trời ơi. Cái ông già này cũng biết lo lắng cho mình sao? Trời đất ơi, là gì mà khóc như đưa đám vậy? Tôi chưa chết mà. Trời ơi, tới thằng Long mà còn khóc kìa. Tưởng nó chỉ biết ăn chực thôi chứ. Mẹ ơi. 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 Cuối cùng thì con trai út cưng của tôi cũng tới rồi. Mà khoan đã, còn đứa con dâu trời đánh đâu rồi? Mình biết ngay là như vậy mà. Tuy chỉ là mẹ chồng, nhưng mà mình cũng sống với nó bao lâu rồi. Tại sao nó dưỡng dưng tới mức một giọt nước mắt cũng không chảy cho mình là sao? Ba, anh, bác sĩ mới nói rồi, mẹ không có triệu chứng nhồi máu cơ tim, chỉ là mệt quá cho nên vậy thôi. À, đây là biết rồi, đây là 3-4 đêm đó, lo cho thằng cu bo đó, kiệt sức mới ra nông nổi. Dạ. Nhắc tới là bực bội. Dạ, con biết rồi, lỗi tại con, lỗi tại con. Mẹ là phải như vậy, mẹ là ai? Mẹ là bà bé năm của nhà họ Nguyễn. Ăn nhiều ngủ nhiều nha mẹ. Mẹ vậy là nội không sao đúng không mẹ? Nội không có sao hết đó, khỏe lại liền bây giờ đó. Dạ. Thôi con ra ngoài đóng tiền viện phí nha. Mừng quá mình ơi. Ông ơi. Mẹ tỉnh rồi.
Ba, tôi chưa chết mà sao khóc như đứa đã. Chết sao được, chết sao mà nói được. Mẹ ơi, tại bình thường mẹ ngủ mẹ ngái dữ lắm, mẹ không thấy mẹ ngái, con tưởng được mẹ có chuyện gì rồi. Thành ơi. Dạ con nè mẹ, con nè mẹ. Mẹ đói bụng quá. Mẹ ăn nhiều mẹ, mẹ ăn lấy trứng muối nha. Con biết mẹ hàng có mua cho mẹ ăn nha. Thôi, con bổ, con dịch lộn không? Con dịch lộn. Con dịch lộn mẹ. Đúng là con dâu trời đánh mà. Mẹ chồng sắp chết tới nơi rồi mà nó còn vui vẻ như vậy. Bởi vì không thể nào ưa được nó mà. Em có thích nghe nhạc lắm đúng không? Ừ, đúng rồi, sao vậy? Em có thích nghe thể loại nhạc chế không? Chế hả? Mua giùm anh cái đĩa này đi. Cái đĩa này hay lắm luôn á. Cái đĩa này là em nghe bảo đảm ghiền luôn á. Mua giùm anh đi. Thiệt không? Nhạc chế tình yêu mày ăn liền. Hả? Anh bị điên hả? Cái này nghĩ gì hợp với em vậy? Thì bữa giờ anh cho em mượn tiền rồi bây giờ mua giùm anh cái đĩa được không? Không. Giờ này ai nghe ba cái nhạc này nữa, muốn nghe nhạc gì người ta lên mạng người ta đào về cái một. Lao. Oh, hello. À, gì vậy? À quý à. Ừ? À, tôi nghe nói là ông thích nghe nhạc lắm đúng không? Chính xác. À vậy mua giùm tôi cái đĩa này đi, bảo đảm ông nghe ông ghiền luôn á. Hip hop hả? À không, nhạc chế nó cũng giống như hip hop vậy đó. Không có mua. Hip hop nằm trong tim. Không phải nhạc hip hop, không nghe. Nằm trong tim nhưng mà cái này là tình như miệng liền, nằm trong bao tử cũng hay lắm á. Quý quý, mua đi quý. Miệng liền hả? Ờ chiki 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 chu. Ăn một mình đi, không mua. Quý. Minh. Hả? Dung My. Ủa, mình nghe là bà nội bạn bị bệnh hả? Mà có sao không? Nội bệnh nhẹ à, bây giờ cũng khỏe lại rồi, không sao hết đó. Mà mấy cái đĩa mình đưa cho bạn bán á, bạn bán được chưa? Thật ra thì nó khó hơn là tôi tưởng á. Mà tôi không hiểu sao đó, tự nhiên hả, mẹ bạn in hình nguyên cái mặt bữa cách xì nái mẹ sao bán. Hả? Bạn nói gì vậy? Mẹ bạn bị gì? Có, tại tôi dở quá, tôi bán không được. Có vậy không, không được. Bạn bán hết chưa? Ừ, tớ bán hết rồi. Trời ơi, bạn giỏi quá vậy. Có gì đâu, dòng họ nhà tớ đông lắm. Từ ngày dòng họ nhà tớ nghe nhạc của mẹ cậu, dòng họ nhà tớ quyết tâm giảm cân. Ui, vậy hả? Ừ. Bạn gọi điện cho mình đem một đống đĩa cho bạn bán nữa nè. Bạn bán cho mình nha. Ừ. Mà bạn bán hết sạch luôn á hả? Hết sạch rồi. Trời ơi, giỏi quá hả? Có gì đâu. Hôm nay mình sẽ bao bạn với lại Minh đi ăn. Ok. Đi thôi. Chú rút. Em bỏ phòng khám đi vậy rồi có sao không? Không có sao đâu. Em với ba thay phiên nhau khám bệnh mà. Bây giờ sức khỏe của mẹ là quan trọng nha. Hạnh, mẹ muốn uống nước. Thì con rót cho mẹ. Hạnh, mẹ muốn uống nước. Thì đấy. Mẹ muốn con rót. Con đi mua cháo giùm ăn đỡ nha. Hạnh. Dạ. Mẹ muốn ăn cháo. Con giờ con đi mua cho rồi một chút nữa con về nhà con nấu cháo cho mẹ nha. Hạnh. Dạ. Mẹ muốn con mua. Dạ rồi. Dạ. Mẹ để đó nha. Con mẹ chờ con chút rồi con đi mua cháo cho mẹ ăn nha. Chờ con chút thôi nha mẹ. Mẹ. Bây giờ mẹ có bị đau ở đâu không? Con bắt mạch cho mẹ nha mẹ. Không cần. Thank you.
không em? Dạ. Cô ơi. Ơi. Ủa, đĩa gì vậy? Dạ, đĩa nhạc của cô. À. Cái này cây nhà lá vườn lắm cô, rẻ lắm, khoảng mình có thể tập sóc. Xin lỗi em nha, alo. Dạ, Diệu Hiền nghe. Dạ. Ố, chào học sinh xuất sắc toàn trường. Dạ, con chào thầy ạ. Dạ, học hành sao rồi? Dạ, đẳng cấp vẫn như xưa thầy. Ồ, không đủ là biết thầy, đẳng cấp là mãi mãi. Dạ. Sao, có chuyện gì không? Thầy ơi, em có chuyện này muốn hỏi thầy, được không thầy? Để tôi đoán. Tôi dồn vào mắt em, tôi biết rằng em đang khoăn về vấn đề tình cảm của vậy thì nhờ tôi cố vấn. Không có thầy ơi, mấy cái đó em rành lắm thầy, mấy đứa bạn còn hỏi người đâu em muốn thầy. Dữ không, chứ chuyện gì? Dạ, em muốn hỏi là thầy có thích nghe nhạc không thầy? Thích chứ, ý em nói là nhạc gì? Nhạc nhẹ, nhạc giao hưởng. Ý em nói là nhạc gì? Nhạc chế á thầy. Nhạc chế là tôi ghét nhất. Tôi không ghét ca sĩ, nhưng mà tôi rất ghét nhạc chế. Nhiều khi tôi nghe tôi muốn xử người đó liền. Thiệt. Sao vậy? Còn chuyện gì nữa không? Làm sao không hiểu luôn á. Cẩn thận nha mẹ. Con ơi, trong bệnh viện ngột ngạt muốn chết rồi. Về nhà mình dù sao cũng đỡ chứ con. Em thấy mẹ nói cũng đúng á. Ở nhà mình tới hai bác sĩ rồi, không ai lo gì. Hạnh à. Dạ. Con đi ra chỗ bà Bảy á, con mua cho mẹ tô cháo thịt bằm coi. Khoan anh. Mẹ, con nấu cho mẹ ăn nha. Cháo ở nhà nấu dù sao cũng sạch với lại bổ hơn á mẹ. Dạ đúng rồi mẹ. Hạnh à, đi ra bà Bảy mua cho mẹ. Mẹ không muốn người khác nấu. Ủa mẹ ơi, vợ con cũng có lòng tự tay nấu cháo cho mẹ ăn mà mẹ. Mẹ không muốn ăn cháo của người khác nấu. Nghe lời mẹ, đi ra bà Bảy mua giùm tôi đi. Cảnh anh. Dạ em. Dạ. Dạ bà. Dạ này khỏe chứ anh? Khỏe chứ, ngày nào ông nội em cũng để ra chăm cứu mà. Dạ. Dạ mẹ. À, chứ mẹ em hả? Nãy mẹ em mới vừa về luôn á. À, dạ đâu có, em tới kiếm anh á. Kiếm anh chị? À, dạ thì nhỏ bạn em á, mẹ của nó mới ra album, cho nên anh thấy được á, mua giùm em để hay á. Này mắc tiền không? Dạ không có đâu, cái này cái nhà lá vườn rẻ lắm, giúp em để đi. Thì anh có biết nghe đĩa đó mà thôi. Anh em ủng hộ luôn. Ra đâu? Ra. Dạ. Trời đất ơi, tại sao tôi đi kêu cậu điện thoại cứ nhấp thuốc mà từ qua đây không có là sao? Dạ. Cũng mới gọi luôn á mà tôi quên. Quên. Dạ. Làm gì chứ tôi mình nó chịu quên chứ đây à? Dạ. Xin lỗi bác sĩ, dạ tôi làm liền. Dạ gọi liền. Ra đi. Dạ. Ủa trời ơi. Ủa con sẽ tới đây làm gì? Dạ con qua phòng khám chơi à nội. Chơi hả? Dạ. Ờ chơi cũng được nhưng mà không được làm ồn nhau nữa. Dạ. Bệnh nhân tao đông. Không được ồn à? Dạ. Ông nội nghỉ ngơi nha nội. Dạ. Em ơi, em nghe ông nội em chửi ông bây giờ tao làm việc mình. Thôi mà anh Nam. Chiều tối đi ghé tao làm chứ cái gì chút cái máy rồi ta. Anh Nam. Nam luôn. Dạ. Dạ bác sĩ, Nam ơi, Nam giúp em để đi Nam. Đi ra ngoài. Minh, sao giờ này
bạn mới về vậy? Tôi đi bán đĩa vô mày. Xin lỗi bạn nha, tôi không có bán được cái nào hết á. Không có sao đâu, Long hết trơn rồi. Wow. Thì bán thu khờ mà giỏi ghê á, bán hết trơn luôn á. Cái gì? Bán hết rồi hả? Tại Ái còn kêu mình đem thêm đĩa cho bạn ấy bán nữa nè. Mà hình như á, bán cho dòng họ không à. Mà chắc là dòng họ đông lắm, bán được hết luôn á. Long đi ơi. À, Long đẹp trai. Vô bán hàng. Đừng gọi tên là vụ bán hàng, ngại lắm, cứ gọi tên bình thường được rồi. Mình cảm ơn bạn nhiều nha. Nhờ bạn á mà mình có tiền tiêu vặt tháng này rồi. À, còn ông đưa mình bán nốt cho. Nào, hãy hô tên mình là gì ta? Long đẹp trai, vú bán hàng, vú bán hàng. Đi nha. Thôi mình cũng về luôn nha Minh. Bye bye Minh nha. Lộn đường. Vô đi. Ủa mẹ. Sao mẹ làm chi vậy? Mẹ để đi một chút nữa chị giúp việc chị làm cho. Mẹ thấy dơ quá cho nên mẹ tranh thủ mẹ làm mà. Thôi mẹ nghỉ ngơi đi nha, nghỉ ngơi đi. Đi qua đây nghỉ ngơi đi mẹ. Từ lúc nào mà con biết lo lắng cho mẹ vậy? Mẹ nói vậy là sao vậy hả? Không có sao hết. Tới giờ uống thuốc rồi, con lấy thuốc cho mẹ uống nha. Mẹ qua giường mẹ nghỉ ngơi đi. Vô đi. Gì vậy con? Nội, nội khỏe chứ nội? Ừ, nội không sao, nội đỡ rồi. Bộ nội bệnh con lo lắm hả? Dạ, nhà này ai bệnh con không lo. Nội, con có coi trên mạng á, người ta nói là âm nhạc có thể giúp cho người ta nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Cho nên con có tìm cho nội một số cái đĩa nhạc nè. Nội mau chóng khỏe lại nha nội. Ai vậy? Mẹ ơi, uống thuốc không mẹ? Ủa con? Dạ. Ủa mấy cái đĩa này là của cô Mai mà. Sao ở đây vậy? Dạ thì tại con nghĩ mấy cái này sẽ giúp nội mau khỏe lại á mẹ. Bà nội đang cần được nghỉ ngơi cho nên mấy cái này ồn ào lắm. Con đem đi. Con lên đi, để bà nội uống thuốc nè. Con đi nha nội. Mẹ ơi. Mẹ, về uống thuốc đi mẹ. Mẹ. Có chuyện gì mẹ đang giận con hả? Có chuyện gì mẹ nói con nghe đi mẹ. Mẹ biết tính con mà, con biết sai là con sửa liền à. Nhưng mà mẹ phải nói con biết thì con mới biết con sai chỗ nào chứ. Mẹ, một lần này thôi con năn nỉ mẹ nha. Coi như con sai chỗ nào mẹ dạy con nha mẹ. Trời ơi, ồn ào quá. Con muốn biết lý do phải không? Dạ. Rồi, tôi nói cho cô nghe. Kỳ này là tôi buồn cô dữ lắm. Sao vậy mẹ? Trời ơi, tôi bị như vậy đó. Ai cũng lo lắng hết trơn. Ngay ba chồng cô là người cứng rắn, mà ông có mùi hiu mà. Thằng Long mới là người ngoài, mà nó cũng khóc vì tôi. Vậy mà cô hay thiệt. Cô cứng rắn nghe, giọt nước mắt cô cũng chảy vì tôi. Mẹ buồn con chuyện đó hả mẹ? Tôi nói cho cô nghe, từ hồi cô bước chân vô cái nhà này, cho dù cô không có vừa lòng bà mẹ chồng này đi nữa, chẳng lẽ từng ấy năm cô không có một tình cảm nào đối với tôi hay sao? Mẹ hiểu lầm con rồi đó. Tại vì mẹ biết cái bữa đó là mẹ xỉu, rồi con rất là lo cho mẹ, con vừa phải kêu cấp cứu rồi phải coi con mẹ có bị cái gì không. Con phải lo rất là nhiều thứ, nếu như mà con rối lên giống như mọi người đó thì ai thu xếp những cái chuyện đó mẹ? Tôi biết rồi, con cứng rắn lắm đúng không? Bây giờ cho dù mà tôi có chết đó, thì cô cũng là người cứng rắn đứng ra lo đám tang mọi chuyện, cho nên cô không có rớt một giọt nước mắt đúng không? Mẹ đừng có nói vậy mà mẹ. Bây giờ tôi hỏi cô nè, ví dụ như bà già này chết, cô có khóc hay không?
Dạ không. Thấy chưa? Không, tại vì con biết mẹ sống lâu lắm, mẹ sẽ không có chết đâu. Cô đúng là cái lưỡi không xương. Cái gì cô cũng nói được hết trơn. Tôi biết là cô sẽ nói như vậy mà. Gì vậy? Sao tự nhiên vô nhà cười quá trời vậy? Em mắc cười, mẹ anh. Mẹ anh sao mắc cười? Mẹ anh công nhận dễ thương thiệt luôn á. Trời ơi, bữa nay em mới thấy cái sự dễ thương của mẹ như vậy. Em nói thì sao chứ, người dễ thương nhất trong nhà phải là anh. Phải rồi, anh dễ thương nhất đúng không? Đúng rồi, hai mẹ con dễ thương y chang nhau luôn. Ủa Minh, anh đi đâu đây vậy? Chuyện người lớn mẹ nít mày hỏi làm gì mày? Đi chơi đi! Cái mày á! Tôi giữ cái mặt đó hả? Lâu quá em không nắng cơn láo đúng không? Hả? Mẫn à, em có biết đây là gì không Mẫn? Là cái gì? Anh yêu em. Anh không bao giờ muốn làm em đau đâu Mẫn à. Đau! Rốt cuộc phải làm sao đây? Nói mình không có tự tin, không thể giúp được hay là từ từ mình sẽ làm? Tại gia đình thằng Long có bà con đông nên nó mới bán được nhiều đĩa thôi. Nhưng mình là bạn trai của Yumi mà, chẳng lẽ mình không giúp được gì hết trời? Ít nhất mày cũng phải làm gì đi chứ Minh. Mẹ sao vậy? Mẹ sao vậy? Mẹ không sao đâu. Mẹ ngồi dựa ở đây mẹ nghỉ ngồi vậy sao khỏe. Mẹ thấy đâu người sao rồi? Mẹ sao vậy? Mẹ. Ba ơi, anh hai ơi. Mẹ. Ba có chắc là mẹ không sao không ba? Không sao đâu. À, ba mệt thì do đi lại nhiều quá thôi chứ không có gì. Đúng là con dâu trời đánh khó ưa mà. Lúc mình bị bệnh như vậy nè, ai cũng có mặt, mà nó thì nó biến nó mất tiêu à. Ờ con. Ủa ba, con định lên chăm cứu cho mẹ nè. Để ba chăm cho. Nhưng mẹ mà con. Mẹ tỉnh chưa? Tỉnh lại rồi. Để, dạ để. Vậy hả? Không sao đâu. À, dạ. Để ba làm cho. Dạ dạ. Đi em đi. Chút xíu gãy
quá không? Bà con cô bác ơi, tới mùa đẻ ca sĩ Tân Mai DVD mới nhất đây bà con bác ơi. Nhạc nhất tình yêu mì ăn liền đây bà con cô bác ơi. Ê anh trai ơi, mua giùm em một cái đĩa DVD 20 ngàn à bà con cô bác ơi. Chị gái ơi, ê anh trai ơi, mua giùm em cái đĩa DVD 20 ngàn à một cái nè anh trai ơi. Bà con cô bác ơi. Thanh Mai ơi, sao không ai để ý đến Thanh Mai hết vậy trời? Nghe cậu, cậu bán cái này hả? Cậu có biết buôn bán vỉa hè là không được phép hay không? À dạ dạ em biết anh. Bây giờ chúng tôi sẽ tịch thu số hàng này đem về phường. Có gì ngày mai cậu lên phường. Ê, phải đợi từ từ. Hai chai giờ còn cách này được không? Cái đĩa này là 20 ngàn cái, bây giờ em sẽ góp cho anh là 10 ngàn một cái thôi. Hai chai ơi, Thanh Mai chúc mã luôn nè hai chai ơi. Tôi đó hả? Mày hết rồi. Anh trai ơi bà, anh về đi bà. Hãy dừng tay. Trước khi em giải bày tâm sự hoàn cảnh gia đình của em, gia đình của em rất là khó khăn. Đây là em trai của em. Ơ chị hai ơi, người ta tịch thu hết đống đĩa của anh rồi ơi. À, người ta tịch thu hết cái đống đĩa của em rồi à, anh Duy ơi. Dạ em rất là khó khăn anh ơi. Ba em thì chết rồi. Anh hấp hối là sắp chết luôn rồi anh ơi. Mẹ em thì mẹ em chết luôn rồi. Bỏ nhà đi thêm trai rồi. À, gia đình mình đau khổ quá à, chị hai ơi. Đau khổ rất là thảm thương anh ơi. Anh mình không có nhiều hết rồi. Nghe hai bạn nói thật là đáng thương. Cho nên tụi tôi quyết định để sẽ mang hết số hàng. Chào mẹ. Vì hai bạn phối hợp không có lương cái nào. Trường hợp như hai bạn chúng tôi gặp nhiều rồi. Mang hết rồi. Anh em mình là một gia đình. Đi góc nhà mua đĩa Thanh Mai nào bà con ơi. Ozea nào. Trời ơi, anh này bán đĩa mà vui tính quá à. Rồi, anh ơi, nếu mà vui tính thì làm ơn mua dùm 5 cái đĩa của ca sĩ Thanh Mai nào. Mua 5 đĩa luôn. Rồi, 5 đĩa 100k chị gái ơi. Cho em lấy 3 đĩa luôn anh ơi. 100 nào. Rồi, 3 đĩa là 60k anh ơi. Rồi, 60k, cảm ơn anh trai, cảm ơn anh trai. Bà con ơi, bà con mua dùm em nào, ca sĩ Thanh Mai. Ca sĩ này đã có tuổi nhưng không bao giờ có tên. Với bài hát rất nổi tiếng Tình Yêu Miền Liền. Rồi anh trai ơi. Rồi hai đĩa luôn nào. Hai đĩa nào. Nào anh trai ơi, lên lóc nhà nào. Vừa mua đĩa vừa lên lóc nhà là bắt con gà nào. Lên lóc nhà là bắt con gà nào. Lên. Rồi lên lóc nhà là vớ con gà luôn rồi. Con nhắc lại với chú, tại nó kiếm chuyện với con trước, chứ con có đánh nó cái nào đâu. Con đánh vào cái mặt nó vậy đó hả? Con không hề đánh nó cái nào luôn á, tự nó lao vô cái nắm đấm của con á. Không có gì. À, mà Phúc. Dạ. Chuyện gì chị? Không có gì. Long. Ừ. Con sao rồi? Con bình thường chú ơi. Đón xem tập 93 Gia đình là số 4 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 28 tháng 6 năm 2017 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1. 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 Hey!